Chỉ cần bước qua 1 giờ trưa ngày mai, tức là ngày 26 tháng 5 âm lịch, ba con giáp hiền lương này được thần Phật che chở, có tiền lớn rơi vào tận nhà, giàu có không ai sánh bằng. Nhà nào có ba con giáp này trong nhà, đổi đời liền tai trông thấy. Thứ nhất, tuổi Mùi, tử vi dự báo sang 1 giờ trưa ngày mai, con giáp tuổi Mùi sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, khoác lên mình một màu áo mới, được bề trên thần Phật che chở và có ba quý nhân giúp đỡ, đó là Thiên Đức, Nguyệt Đức và Vóc Ấn. Nhờ như vậy mà con giáp này trong ngày mai vô cùng rực rỡ, cả tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp phát triển không ngừng, đồng thời giúp đỡ cho tất cả các thành viên trong gia đình hết lo nghèo đói. Thứ hai là tuổi Tỵ, bước sang ngày mai từ 1 giờ trưa trở đi, do ở hiền gặp lành hay làm điều thiện tích đức, cho nên con giáp tuổi Tỵ được thần Phật chiếu cố, có khoản lộc lớn bất ngờ, vận may trời ban, tiền tài ngút ngàn, có cơ hội đổi đời. Trong một ngày đó mà vận may liên tục kéo đến, cả sự nghiệp, tiền bạc lẫn tình duyên phát triển không ngừng, tay trái hái ra vàng, tay phải hái ra bạc, giúp đỡ tất cả các thành viên trong gia đình không lo nghèo, không lo đói. Thứ ba là tuổi Tý, mặc dù phạm tam tai nhưng trong ngày mai từ 1 giờ trở đi, con giáp này được đền bù xứng đáng về tất cả mọi mặt, nhất là xóa nghèo thoát đói. Thậm chí con giáp này số tiền trong tài khoản tăng lên không ngừng, việc đầu tư trước đó mang lại cho mình một cái số tiền rất là lớn, cứu vớt hết tất cả các thành viên trong gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần túng thiếu.